Tiếp theo thì chúng ta sẽ móc lá cho bông hoa hồng. Thì chúng ta sẽ móc ba cái lá này rồi, riêng từng lá một. Để móc lá thì chúng ta sẽ lên 12 mắt xích. Sau khi chúng ta lên được 12 mắt xích, chúng ta sẽ móc vào chân đây một mũi đơn. Tiếp theo là một mũi nửa kép. Một mũi nửa kép và 5 mũi kép. Và 5 mũi kép này, 1 mũi kép. 2 mũi kép. 3 4 và 5. Năm mũi kép và 2 mũi nửa kép. Mũi nửa kép, 2 mũi nửa kép, 2 mũi nửa kép và 1 mũi đơn. Chân tiếp theo chúng ta cũng sẽ móc là 1 mũi đơn. Một mũi đơn và lên một mắt xích, móc vào cùng chân đó một mũi đơn, móc vào cùng chân này một mũi đơn. Và tiếp theo chúng ta sẽ nẹp luôn cái sợi này theo nè, qua bên chân bên này, qua bên hướng bên đây, ta sẽ móc vào lên một mũi đơn, rồi 2 mũi nửa kép, 1 mũi nửa kép, 2 mũi nửa kép. Rồi 2 mũi nửa kép này. Tiếp theo là 5 mũi kép. 2. Mọi người móc tầm 5 mũi kép. 3 5 mũi kép. Và tiếp theo là 1 mũi nửa kép. Tiếp theo là mũi nửa kép. Và 1 mũi đơn. Ở trên cái dây đỉnh này, chúng ta sẽ móc vô cái dây này một mũi đơn, rồi chúng ta sẽ nẹp kém luôn. Chúng ta nẹp kém và lên một mắt xích, chúng ta móc xuống chân đây một mũi đơn. Rồi tiếp theo ở cái mặt bên này chúng ta sẽ móc một mũi đơn này. Móc một mũi đơn,
một mũi nửa kép. Rồi, hai mũi kép cùng chân. Một mũi kép cùng nhét, hai mũi kép cùng chân. Rồi tiếp theo lại một mũi kép cùng chân, hai mũi kép cùng chân tiếp theo là hai mũi kép cùng chân tiếp. Rồi tiếp theo là mũi kép thứ hai, hai mũi kép cùng chân. Chúng ta sẽ làm hai mũi kép cùng chân. Tiếp theo là một mũi kép. Tiếp theo là một mũi kép. Rồi lại hai mũi kép cùng chân. Một mũi kép. Hai mũi kép cùng chân. Hai mũi kép cùng chân. Rồi tiếp theo là hai mũi kép. Một mũi kép nữa. Hai mũi kép. Rồi hai mũi T là hai mũi nửa kép. Rồi hai mũi T. Tiếp theo là một mũi đơn. Rồi ở cái đỉnh cuối cùng này, cái đỉnh, cái mũi trên đỉnh này thì chúng ta sẽ móc một mũi đơn. Một mũi đơn trong đây, một mắt xích rồi móc xuống chân này, một mũi đơn cùng chân. Một mũi đơn. Ở mặt bên này chúng ta sẽ móc đối xứng qua bên kia. Đầu tiên sẽ là một mũi đơn. Tiếp theo là hai mũi nửa kép. Tiếp theo là hai mũi nửa kép. Một mũi nửa kép. Hai mũi nửa kép. Và tiếp theo là một mũi, hai mũi kép. Một mũi kép. Hai mũi kép. Hai mũi kép. Hai mũi kép xong chúng ta sẽ móc là hai mũi kép cùng chân. Một kép. Hai kép cùng chân. Rồi tiếp theo sẽ là một mũi kép. Rồi hai mũi kép cùng chân hai lần. Một kép này. Hai. Hai kép cùng chân. Một lần. Rồi một kép. Hai kép cùng chân. Rồi hai lần. Tiếp theo chúng ta sẽ móc là một mũi nửa kép. Một mũi nửa kép. Và hai mũi đơn. Một mũi đơn này. Hai mũi đơn này. Rồi chúng ta sẽ kết hàng. Ta kéo cái sợi len, kéo cái kém này qua bên đây. Chúng ta kết hàng bằng một mũi trượt lên chân mũi này. Rồi, lên một mắt xích. Vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái lá. Chúng ta tách sợi. Còn
cố định lại. Chúng ta đã xong hoàn thành được cái lá này. Tiếp theo mình hướng dẫn mọi người móc cái đài của cái hoa hồng này. Đầu tiên chúng ta sẽ móc vòng tròn ma thuật. Với 6 mũi đơn. 6 mũi đơn trên vòng tròn ma thuật. Sau khi móc xong 6 mũi đơn trên vòng tròn ma thuật, chúng ta sẽ xiết cái cọng len lại để cho nó nhỏ cái lỗ. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ móc một mũi trượt để kết hàng. Trượt để kết hàng. Và len một nắt xích. Tiếp theo chúng ta sẽ móc là 6 mũi tăng. Một nè. Hai mũi đơn cùng chân. Sáu mũi tăng. Rồi chúng ta cũng sẽ kết hàng bằng một mũi trượt và lên một mắt xích. Cái cọng len thừa này chúng ta sẽ cắt đi nhé. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ móc là 3 mũi đơn, một mũi tăng. Một mũi đơn, hai mũi đơn, ba mũi đơn và một mũi tăng. Một mũi tăng, một mũi đơn, hai mũi đơn cùng chân. Lại ba mũi đơn, một mũi đơn, mũi tăng. Một mũi tăng này. Và một mũi đơn. Mình làm 3 lần. 2 mũi đơn, 3 mũi đơn và một mũi tăng. Chúng ta làm 3 lần. Chúng ta làm 3 lần. 3 mũi đơn, 1 mũi tăng là sẽ hoàn thành cái hàng này. Rồi chúng ta kết hàng bằng 1 mũi trượt. Rồi lên 1 mắt xích. Rồi ở hàng tiếp theo này chúng ta sẽ móc toàn bộ bằng mũi đơn. 1 mũi đơn. 2 mũi đơn. 3 mũi đơn. 4 mũi đơn. Đó, mọi người móc toàn bộ bằng mũi đơn cho tới cuối hàng. Sau khi chúng ta móc xong hàng mũi đơn, chúng ta sẽ trượt mũi để kết hàng. Rồi, móc 2 mũi đơn ở hàng tiếp theo. Sẽ móc 2 mũi đơn nào. 1 mũi đơn, 2 mũi đơn. Rồi, sau lên 9 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sau khi lên được 9 mũi bính thì chúng ta sẽ móc vào chân. Bỏ chân mũi đầu tiên sẽ móc xuống đây. Tổng cộng là 8 mũi đơn. 1,
2 3 4 5 6 6 8. Sau khi mình móc xong được 8 mũi đơn trên cái dây bính thì chúng ta sẽ móc một mũi đơn vào cái chân. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ móc là 3 mũi đơn. 1 2 3 3 mũi đơn rồi lại lên 9 mũi bính. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lên 9 mũi bính. Xong tiếp theo chúng ta cũng sẽ móc vào 8 mũi đơn ở trên dây bính. Rồi móc xuống chân này cùng một chân này, một mũi đơn, rồi lại móc 3 mũi, xong rồi móc tiếp 3 mũi đơn, 1, 2, 3, rồi lại lên 9 dây bính, xong lại lên 9 dây bính, rồi mọi người làm tương tự như vậy cho có 5 cái dây bính như thế này. Sau khi mà mình móc xong 5 cái dây bính như thế này thì chúng ta sẽ móc một mũi đơn vào chân mũi này, chân mũi cuối cùng, móc một mũi đơn vào chân mũi cuối cùng, trượt mũi lên đây để kết hàng này, trượt mũi lên đây để kết hàng. Tiếp theo chúng ta sẽ móc là 3 mũi nửa kép, bỏ qua một chân mũi, móc xuống chân này, móc xuống cái chân đầu tiên của dây bính, một mũi nửa kép, rồi hai mũi nửa kép chân tiếp theo, rồi ba mũi nửa kép chân tiếp theo. Sau khi xong 3 mũi nửa kép chúng ta sẽ móc lên là 5 mũi đơn. 1 này, 2 3 4 5 mũi đơn. 5 mũi đơn, còn cái chân cuối cùng thì trên dây trên đây chúng ta cũng sẽ móc lên một mũi đơn. Trên đây chúng ta móc lên một mũi đơn và chúng ta lên là 5 bính. 1 này, 2 3 4 5. Sau khi lên 5 bính chúng ta sẽ móc chân đầu tiên với mũi trượt. 1 này, chân thứ hai với mũi trượt, rồi chân thứ ba móc một mũi đơn, rồi chân thứ tư chúng ta móc một mũi đơn, rồi chân rồi sau khi xong cái dây bính trên này chúng ta sẽ xuống đây sẽ móc vào cùng chân ở chỗ này một mũi đơn, cùng chân chỗ đây một mũi đơn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ móc xuống dây bính này là 5
5 mũi đơn. 1 này, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 5, 5 mũi đơn. Rồi tiếp theo là 3 mũi nửa kép. 1 này, 1 mũi nửa kép này, 2 mũi nửa kép, 2 mũi nửa kép này. Rồi 3, 3 mũi nửa kép. Rồi đó, sau khi xong được 3 mũi nửa kép rồi thì chúng ta sẽ bỏ 2 chân mũi. Sau xong với 3 mũi nửa kép này thì chúng ta sẽ bỏ 1 chân mũi này, 2 chân mũi này. Qua chân mũi tiếp theo chúng ta móc vô 1 mũi trượt. Móc vô 1 mũi trượt. Và chúng ta hoàn thành được cái cánh của cái đài hoa đầu tiên. Rồi chúng ta cũng sẽ bỏ qua 1 chân mũi, móc 3 mũi nửa kép vô cái chân dây bính này. Đó, 3 mũi nửa kép. Xong rồi chúng ta sẽ móc lên đây. Móc lên đây là 5 mũi đơn. 1 này, 2, 3, 4, 4 này, và 5. 5 mũi đơn. 5 mũi đơn. Xong có cái dây trên đỉnh này, ta sẽ móc vô 1 mũi đơn. Lại lên 5 bính. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi chúng ta sẽ móc xuống. Mũi đầu, chân đầu tiên 1 mũi trượt. Chân thứ 2 1 mũi trượt. Rồi, chân thứ 3 1 mũi đơn. Mũi đơn. Chân thứ 3 1 mũi đơn này. Chân thứ 4 1 mũi đơn. Chân thứ 4 1 mũi đơn. Cùng chân đây chúng ta móc vào đây. Cùng chân 1 mũi đơn. Và xuống dây này. Chúng ta sẽ móc 5 mũi đơn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ móc 3 mũi nửa kép. 1 2 2 mũi nửa kép này và 3 mũi nửa kép. 3 mũi nửa kép. Xong chúng ta sẽ bỏ 2 chân mũi, 1 2 xong chân mũi thứ 3. Móc vào 1 mũi trượt. Rồi xong được cái đấy thứ cái cánh thứ hai của cái đài hoa thì chúng ta sẽ bỏ 1 chân mũi, móc vào cái dây bính thứ 3. Mũi nửa kép. Móc vào dây bính thứ 3 mũi nửa kép. Rồi mọi người làm tương tự như hai cái dây này cho đến cuối, cho đến cái dây bính cuối cùng. Sau khi mình móc xong đến cái cánh cuối cùng của cái đài hoa này thì chúng ta cũng sẽ bỏ 1 mũi, 2 mũi và móc vào cái chân bên này. 1 mũi trượt. Rồi rút sợi. Mình có thể chừa sợi len nhiều một xíu để tí nữa mình quấn ở dưới cái cành. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành
chúng ta đã hoàn thành được là cái đài hoa của bông hoa hồng. Để ráp hoa thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cọng kém dài vừa đục và to như thế này để mình ráp hoa. Đầu tiên mình cũng sẽ bẻ cái này xuống để mình cố, khi mà mình cố định hoa này nó sẽ chắc chắn nó không rớt, bị rớt ra. Tiếp theo, đầu tiên là cái cánh nhỏ này, cánh nhỏ khi có kẽm thì chúng ta sẽ bóp lại được như vậy. Rồi lấy cái sợi len cùng màu với màu của hoa, lấy cái sợi len cùng màu với màu của hoa để mình quấn. Rồi tiếp theo cái cánh tiếp theo, rồi tiếp theo chúng ta sẽ dùng len từ từ từng cánh một. Chúng ta sẽ ghép cánh nhỏ ở trong và cánh to ở dưới, chúng ta cứ làm lần lượt và so le nhau từng cánh một. Khi chúng ta quấn cái sợi len ấy, thì chúng ta sẽ quấn luồn qua phía trên của cái cánh hoa, thì như vậy thì cái cánh hoa nó sẽ được chắc hơn là chúng ta quấn tròn. Mọi người cứ làm lần lượt cánh nhỏ ở trong, cánh to ở ngoài cho đến khi hết số cánh mà mình đã làm ha. Còn nếu như mọi người muốn cái hoa nó nhỏ hơn thì mình có thể làm 9 cánh hoặc 10 cánh thôi, thì như vậy cái bông hoa nó nhỏ hơn, hoặc là hoa nụ. Mọi người cứ quấn làm sao cho thật chắc chắn nha. Và sau khi mình quấn xong thì đã được một bông hoa như thế này. Tiếp theo thì mình sẽ dán cái sợi len lại để cho nó được chắc chắn. Mình sẽ dán cái sợi len lại. Sau đó mình sẽ luồn cái đài hoa vô ở trên cái chỗ cái mấy cái dây kẽm mà của cái cánh hoa, mọi người có thể cắt bớt đi nếu như nó dài quá nhé. Và tiếp theo thì mình sẽ dán keo cái đài hoa vào trong cái bông hoa. Mình thì dùng cái loại keo vải, keo dán vải, còn không mọi người có thể dùng bằng keo nến nha. Sau khi mình dán xong thì mình cũng sẽ quấn cái sợi len ở dưới cái cuống thì cái đài hoa nó sẽ chắc chắn, không có bị tuột. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ quấn cái lá. Mình cũng sẽ quấn cho ba cái lá lại với nhau. Một cái lá ở trên và hai cái lá ở dưới. Quấn bằng sợi màu xanh. Sau khi quấn xong thì mình cũng dán cái keo lại, hoặc mọi người có thể nó nẹp nó vô cái kẽm luôn cũng được. Ở hoa cũng thế, mình có thể nẹp vô trong kẽm luôn cho chắc chắn cũng được. Rồi chúng ta sẽ quấn cái lá vào trong cái thân của cái hoa luôn. Là chúng ta đã hoàn thành được bông hoa rồi đó. Chúng ta quấn lá vào trong thân. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được bông hoa. Và đây là thành quả của mình sau khi móc xong và ráp cánh đài hoa và lá hoa.